Sáng nay, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo các sở ngành đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng một số công trình đầu tư công trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Đoàn đã kiểm tra công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Long Tân, đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh. Trường tiểu học Long Tân được xây dựng năm 2008, qua thời gian đi vào hoạt động, này đã xuống cấp. Một số hạng mục không còn phù hợp cho việc dạy và học hiện nay. Ủy ban nhân dân huyện đã cho cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường với quy mô Công trình cấp 3, tổng diện tích xây dựng 885m2 trên khu đất 2.608m2, gồm đầy đủ các hạng mục, tổng mức đầu tư gần 79 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, công trình sẽ hoàn thành với tối đa 30 lớp bán trú theo tiêu chuẩn quốc gia, đảm bảo cho khai giảng năm học 2022-2030, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh xã Long Tân và học sinh tạm trú trên địa bàn xã. Báo cáo với đoàn công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023, dầu tiếng cơ bản đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm nay, số học sinh của huyện tăng 773 học sinh, tuy nhiên thiếu giáo viên giảng dạy đối với tất cả các cấp học. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao công tác đầu tư cơ sở vật chất các trường cũng như chuẩn bị năm học mới của huyện dầu tiến. Bí thư tỉnh ủy mong huyện tiếp tục phát huy, trong đó cần thực hiện tốt công tác huy động học sinh đến trường, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không được để trường hợp nào vì khó khăn mà không được đến trường, đồng thời chú trọng rèn luyện sức khỏe, thể chất tinh thần cho các em học sinh. Đối với tình trạng thiếu đội ngũ giáo viên cho năm học mới, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo ra soát báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết tháo gỡ khó khăn để ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu đơn vị chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, cuối tháng 8 này phải hoàn thành. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh đây là dự án rất quan trọng đối với hai địa phương, kết nối giao thương, liên kết vùng, do đó cần phải tập trung triển khai dự án. Công trình đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và Tây Ninh được thi công tháng 9 năm 2020 với tổng vốn đầu tư hơn 411 tỷ đồng, có chiều dài khoảng 800 mét nối tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Đến nay, dự án đã giải ngân 85,3% giá trị gói thầu. Hiện tại, dự án đang gặp khó khăn trong việc thi công do đang là mùa mưa. Do đó, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông kiến nghị tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho gia hạn thời gian hoàn thành thi công dự án trong tháng 9 năm 2022. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã cùng đoàn đi kiểm tra, khảo sát khu vực rừng phòng hộ núi Cậu và bán đảo Tha La thuộc xã Định Thành, huyện Dầu Tiến nghe các sở ngành địa phương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và định hướng phát triển khu vực núi Cậu và bán đảo Tha La trong thời gian tới.